Xin chào quý vị, chào các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Bút Mực. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách để lắp một cái ổ khóa vào cái cửa nhôm định hình. Đây là một cái khóa tay. Các bạn đầu tiên chúng ta ướm cái khóa vào cái cửa nhôm của chúng ta và chúng ta khoanh cái vòng như vậy. Chúng ta chỉnh làm sao để cái tay gạt của chúng ta nó vào giữa cái thanh nhôm ở bên trên. Thì nhìn cái cửa của chúng ta nó đúng cái tầm vín tay và nó đẹp hơn. Sau khi đo mặt trước thì cái mặt ở bên này chúng ta lấy một cái thanh vuông. Chúng ta có thước vuông chúng các bạn kẻ ra cũng được. Các bạn đánh dấu sang. Tiếp theo các bạn ốp vào cái má bên này đúng cái chiều mực của chúng ta. Và chúng ta cũng đánh dấu. Nó có hai cái lỗ, một cái lỗ là cái ổ khóa và một cái lỗ để chốt cái tay vặn ở bên trên. Chúng ta đánh dấu vào như vậy. Tiếp theo là chúng ta dùng cái khoan, chúng ta khoan lỗ. Khoan cái lỗ và chúng ta lấy cái lỗ nó to ra. Nếu các bạn có cái lỗ phi 12 thì các bạn khoan lỗ phi 12. Còn không mũi khoan bé như này thì mình phải lách nó to ra. Mình đã được cái lỗ ở bên trên. Cái lỗ này để chúng ta đút cái thanh gạt của nó khóa, nó vít hai cái tay lắm cửa. Bên dưới cũng vậy, bên dưới chúng ta khoan, chúng ta lắc cái đường dưới để chúng ta lấy nó xuống. Khoan này nó, chúng ta vín cái nửa mũi khoan nó hơi lỏng, nó tuột các bạn. Chúng ta tỉ cái mũi khoan nó để chúng ta lấy cái cửa nhôm. Ta có một cái mũi khoan to thì chúng ta không cần phải tỉ như vậy. Còn về bên trên, cái họng bên trên thì chúng ta dùng cái nỗ khoan. Nỗ khoan cắt 20, chúng ta khoan. Đây là cái lỗ khoan tròn. Mũi cưa cắt, đây, các bạn, chúng ta cắt tròn. Ta ướm thử cái khóa của chúng ta vừa là được. Tiếp theo đến cái vế đằng sau các bạn, cái vế thanh bên chúng ta cũng làm tương tự như vậy. Đây cái vế đằng này chúng ta cũng khoan như vậy. Chúng ta ướm cái chốt vặn, chốt xoay, nó vừa là được. Nó không vừa thì chúng ta nhớm lắc nó rộng ra. Tiếp theo cái bên dưới chúng ta cũng khoan một cái lỗ. Những cái lỗ này chúng ta khoan hết mực là được các bạn. Cái mực chúng ta đánh theo cái chiều ấy thì chúng ta khoan hết cái, lay hết cái phần mực đi à, được. Để chúng ta giờ chúng ta cắt cái lỗ tròn bên trên.
ta đã được cái lỗ để cái đây là cái ổ khóa. Sau khi xong cái ổ khóa thế này thì chúng ta tiến hành cái cạnh đứng. Cái cạnh đứng thì chúng ta kẻ, lấy cái khóa chúng ta ốp vào, chúng ta kẻ đánh dấu như thế này. Đấy. Chúng ta sau đó chúng ta lách vào bên trong, chúng ta lấy một cái đường mực vào bên trong để chúng ta cắt cái mực nó to ra. Mỗi bên chúng ta lân vào một cái đường mực để chúng ta cắt nó hở cái đường mực, thì sau khi ốp vào thì nó kín. Chúng ta dùng cái máy cắt để chúng ta cắt. Vậy là chúng ta đã lấy xong cho lọt là ok. Đấy, các bạn thấy lọt như thế này. Tiếp tục chúng ta ướm các cái chốt xuyên sang. Chúng ta thấy là như vậy là nó sau là nó chúng ta ướm như vậy và chúng ta đánh dấu nó có hai cái con ốc ở hai cái khuy cửa để nó bắt vào nhau. Nó bắt hai cái má này, hai cái má cửa này nó để nó không bắt lại. Thì cái đằng bên ngoài thì nó không có nỗ vít và bên trong thì nó có cái dùng để cái để cho cái tô vít chúng ta vít. Sau khi ướm như thế này rồi thì tiếp tục chúng ta khoan hai cái lỗ này. Cái lỗ này thì các bạn cứ lới nó rộng ra một tí cũng được, không sao. Để cả đường kính khoảng phi 10 các bạn cũng được, vì cái nơ ốc của chúng ta là nó bám vào hai cái chốt, nó hãm vào hai cái thanh má của cái khóa. Mũi khoan nó nhỏ thì chúng ta lắc nó ra cho rộng tí. Đấy, khoan như vậy. Như vậy là ta chốt cái khóa vào. Đây là bên ngoài, chúng ta xoáy cái ốc nó vào trước cái má bên ngoài.
thì cái ngoại ma bên ngoài này là họ không để lỗ vít nữa, chống xoáy, chống tháo. Đấy, chúng ta siết chặt. Độ hơi kích thì chúng ta tiến hành, chúng ta phải khoan lên, chúng ta phải nhớm lên một tẹo, hơi căng cái lỗ, chúng ta lưới nó lên. Vì cái lỗ này các bạn có cho rộng ra cũng không sao, vì cái cửa của chúng ta, cái ổ khóa của chúng ta nó sẽ bịt kín, cái này nó sẽ ôm kín. Vẫn chưa được các bạn, khoan xuống dưới để mình khoan lên trên nên là... Chúng ta thử thấy trơn thế là được rồi. Sau khi thử thấy trơn thì chúng ta tiến hành, chúng ta xoáy cái ốc vào. Sau đó là chúng ta xoáy cái ốc vào. Các bạn lắc thế trơn là được. Ok, chúng ta thử vặn các chốt. Đây là cái ốc ở giữa, chúng ta khóa để chúng ta định vị cái ổ khóa của chúng ta nó không xê dịch và không lấy ra lấy vào được. Chúng ta chốt thế nó nhẹ nhàng, xoay nhẹ nhàng là ổn. Vậy là chúng ta đã lắp xong cái cánh của bên tay phải. Giờ chúng ta, cái này chúng ta có thể xoáy trực tiếp, nó có hai con ốc hai đầu để định vị cái má cửa, cái ổ khóa của chúng ta. Cái này chúng ta có thể dùng cái mũi khoan nhỏ, chúng ta khoan cho chúng ta xoáy vít vào.
vậy, nhớm cái lỗ mồi. Xong rồi chúng ta dùng vít nó có sẵn ở trong cái cho theo bộ khóa, chúng ta xoáy nó vào. Như vậy là chúng ta, sau đó chúng ta dùng cái chìa khóa, ốc chìa khóa để chúng ta vặn cái khóa, cái tay nắm, để cái tay này nó khỏi tụt các bạn. Để chúng ta vặn nó lại. Như vậy là chúng ta sau khi vặn là chúng ta đã xong cái má bên này. Như vậy là lắp một cái khóa cửa này cũng không khó các bạn, rất là dễ. Nếu như chúng ta làm đúng như thế này thì nó rất là nhanh, độ chính xác nó rất cao. Đấy. Như vậy là chúng ta xong cái má bên này. Rất nhẹ nhàng, rất trơn, thế là được rồi. Tiếp theo đến đây, cạnh bên trong chúng ta lấy, chúng ta đánh dấu cái vị trí, hai cái vị trí của cái thanh này. Chúng ta đánh cái điểm chết của cái lưỡi gà khóa vào cửa. Sau đó là chúng ta ốp cái thanh má bằng inox lên vào. Chúng ta kẻ. Sau khi kẻ đánh dấu hai cái lỗ cắt để cho cái lưỡi gà của chúng ta nó lao vào thì chúng ta vẫn dùng cái máy cắt bình thường chúng ta cắt. Đây, chúng ta đã đánh dấu được hai cái vị trí của lưỡi gà của chúng ta. Sau đó chúng ta dùng cái máy cắt, chúng ta cắt hai đường hai bên. Cái này thì chúng ta cắt hết mực các bạn, thì cái inox của chúng ta nó sẽ chèn vào, nó sẽ bịt lại. Lách ra, chúng ta lách ra và chúng ta lấy cái kìm mà cắt, chúng ta cắt nó đi. Kìm hai nữa chúng ta cắt và chúng ta bẻ nó đi. Đấy, chúng ta cắt nó gọn. Ta bẻ nó đi. Sau đó chúng ta ốp cái tấm inox vào. Sau khi cắt được hai cái lỗ thế này rồi, đấy, các bạn thấy là chúng ta ốp cái tấm này vào. Chúng ta đánh dấu ba cái điểm mà chúng ta bắn vít. Ba cái điểm này sau đó là các bạn khoan và các bạn dùng cái rút nhôm các bạn rút nó lại. Thank you.
ta tiến hành, chúng ta khoan. Sau khi khoan xong thì chúng ta rút, nên dùng rút nhôm chúng ta rút ba cái vít này. Gãy thì chúng ta dùng cái máy mài chúng ta mài nó đi, hoặc chúng ta đóng nó tụt cái chốt vào bên trong. Sau khi xong thế này, chúng ta đóng nó tụt cái chốt gãy của chúng ta vào. Đấy, các bạn thả nhẹ nhàng, thả nhẹ nhàng thấy nó im. Đấy, các bạn thấy là nó rất là im, nó vừa. Rồi, bút mực xin cảm ơn các bạn đã ghé xem video. Cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh và chia sẻ. Chúc các bạn thành công, có những bộ cửa chắc đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.